1, 2, 3. Đúng quay chưa? Rồi. Quay chưa? Quay rồi. Ok, mời chào mừng đến với Chino Bọn. Mình là Sam. Đây là trở lại với kênh Chino Bọn. Và bên cạnh mình là chính là Mèo Simi. Anh chào. Bạn ngồi là Simi đây. Bây giờ dễ thương không? Ok, thì hôm nay mình sẽ thử một challenge đó chính là thử thách 1k và 100k. Và hôm nay là áo gì đâu quá chết. Hôm nay mình sẽ thử thách đó chính là áo nha. Ok, áo 1k, áo 100k. Ok, cầm ra. Ra đây. Được áo gì? Áo 1k. Áo 1k. À ok ok, áo 1k không? Ờ. Ok, và sau đây là áo 1k. Ủa? Cái này không quen nha. Cái này rẻ mà đưa cái lồ ơi, cái này phải áo đâu? Đâu, cái này áo mà. Mở ra coi. À. Trời ơi, nó đưa cái áo rồi. Tôi vâng, chiếc áo nuôi dẻ của năm nào. Trời ơi, cái áo này 1k thật sự nó đúng kiểu 1k luôn, nên thùi lùi cũng có đi luôn. Ok, 1k nha. Ok, có 100k đâu? Áo gì? 100k. À, áo 100k. Rồi sau đây là áo 100k, cũng là một cái áo đen thùi lùi, không thấy gì luôn, mày thấy nè, không có gì luôn. Wow, wow. Ok, mình sẽ bóc ra nha. Đây mình đồ quá đẹp luôn. Để mình bóc vậy. Thôi là cui hàng nghe không? Cui hộp. Ủa đây, đây từ từ. 1, 2, tay tay đen. Wow, đúng không? Đúng ạ. Đúng kiểu size mà thật luôn. Đẹp không? Chất liệu vải rất là êm mượt các bạn ơi. Đó, cực kỳ êm. Nó siêu đẹp. Thì đây, đây là phần thưởng cho người giành chiến thắng của hôm nay. Tay đen. Xin thấy sao? Thấy cái nào đẹp không? Này đương nhiên đẹp hơn rồi, cái đùi dẻ đây còn đâu. Trời ơi, đó là cái đùi dẻ. Ôi, cái này là cái đùi dẻ luôn chứ không phải là cái áo nha. Ok, thì đây, thử thách chuẩn bị bắt đầu. Let's go. Sao? Đây, mình đã vào game rồi đây. Và có xeo CP nè. Và chúng ta bắt đầu đua thôi. Em chọn xe nào? Chị chọn xe này đi. Mình thấy màu nào nó cũng như màu nào nên thôi chọn xe này với các bạn. Giống nhau hết mà. Ok, bây giờ đến 3, 2, 1 bắt đầu nha. Ai thắng sẽ được phần thưởng nha. 3, 2, 1. Wow, tàu lái, tàu lái, tàu lái, tàu lái. Ui, 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 nguy hiểm quá. Sao anh chờ, sao á. Trời ơi, tôi đi dọn. Á, trời ơi. Xếp ra rồi. Nó Ui, lật bánh xe. Ôi, ghê quá mọi người. Ai rồi? No. Ôi, tôi đi sướng quá. Nhà. Trời ơi, thề luôn, đi xe nguy hiểm dễ sợ. Mình sao đi mà sao tấu hài vậy trời. Đục qua đục về thì cái xe mà ngoài đời thật chắc nó nát rồi chứ đâu có trong game đâu. Ôi. Vâng, như các bạn thấy Superstar Simi đang đi một cách rất là dạo lạ. Bà đi cái gì vậy trời? Bà đi cái kiểu gì vậy? Mình biết là bà đang đi top 1 nhưng mình nhìn bà đi mất ngờ hiểu. Cái đục qua đục về là sao vậy? Trời ơi, nhìn lên. Sao cha vẫn top 1 vẫn giữ. Ủa xe đi vui lắm à. Ở vui đó nó đi. Không ơi, sao cái gì cứ đục qua đục về. Má tôi đang xem. Mấy bạn xem video có thấy tôi đi vui không? Trời ơi, tôi đi vui luôn. Ok á, rồi xong. Ok các bạn ơi, thần thần là thấy mình nó bị kẹt quá. Tôi thấy sim rồi. Trời ơi. Trời ơi, tôi đi xe mà ẩu dễ sợ luôn. Trời ơi, cái xe gì đâu mà cái này vui quá à. Đi với cái dẻo luôn giờ tới rồi. Em vào xe. Mà đi xe mà như kiểu đi chợ các bạn. Là công nhận hút qua bên này hút về bên kia. Thì em khi bác đi vui thật sự ý. Có lúc nào mời mọi người bác chơi thôi. Whee! Mario. Sim em đi nhẹ nhàng Sim. Đi vui lắm, đi bay lên trời không? Chị đi. Chị giống kiểu mà chị đi chợ mà đục bên này đục bên kia gì. Xe rồi. Bóc qua nè. Gì vậy? Chị là chị xe chị. Em thấy gì để em chạy tới hướng ai? Xe chị giờ sao? What? Nhảy qua. Còn buồn không nghe. Ôi em cười thú qua đây nha. Bye bye. Ê cứu tôi. Cái gì vậy? Tôi bị chìm xe. Em là cái buồn cười. Không biết bắt đè tôi nè. Trời
có cái chỗ. Ok các bạn, thì sau một cái giật nào thì mọi người thấy thì kết quả chắc là hòa nhờ do bé Simi nhà ta đẩy tôi xuống. Trời ơi, không hiểu luôn á. Ôi giờ rau thu, cây quả rau thu nào. Cái mắt nó dài quá à, trời ơi. Dài luôn. Ngắn nó sắp tới rồi, qua mấy cái chỗ đó thôi, bắt đầu nha. 3, 2, 1 đi. Da 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 da. Công nhận người xem cũng tôi công nhận tôi là cái bác này nguy hiểm lắm không? Đi là nó có gì tôi lên đi. Một căn xe. Ba bố cô có hẹn cùng chăng, có bàn cùng chăng. Ta đèn ta sẽ chơi chăng. Ồ đấy mà đâu kìa. Ôi. Đi chờ đó 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 đó. Cái bác đi nguy hiểm thật sự vui lắm luôn ấy. À các bạn mà đang đi chờ mà đi chào lên đây đi. Có cái là mình bay bay xuống mát luôn, mình nghi lắm, quật lắm. Á, chết rồi. Đó thấy chưa. Ai? Gì vậy? Hello. Đổi xe. À. Tới. Ôi dạ. Ê sao mày mắc kẹt nha. Cái xe mà bị dỗm rồi, chết rồi, đi xe dỗm rồi. Đi xe dỗm sao? Dựng nhỏ. Dựng nhỏ. Dựng nhỏ là cái gì? Muốn cái gì đây? Ôi ôi. Teo 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 teo. It's me, Mario, Luigi, stop it, my mommy, it's impossible. Xin biết cái gì mọi người, mình không biết luôn. Rồi, lục xe, thấy chưa. Hello, kêu, hello, ôi, cái pha đẹp nhở. Đứng lại. Trời ơi, tôi thua rồi, Sim ơi, green map đi Sim ơi. Ủa rớt nè, mà rớt hoài. Rớt hoài. Thôi, để giúp chị cho. Giúp gì? Em có cái cờ lê nè, lấy không, cho chị. Với biển mà lấy cờ lê ok ổn. Tôi với biển má. Má sao bà này có duyên với biển gì ta, trời, má đúng là cá mập có khác mà. Thèm biển quá mà. Thôi, Quyên cho chồng em thắng đi. Quyên đi má. Để em chút. Đang đi, má đang bay cao trào mà sao kiểu Gì vậy? Sao vậy? Má nói hoài vậy? Ê giờ sao ta? Bây giờ em với chị cũng hòa. Bây giờ sao camera? Hai đứa rất xen nhau. Ừ, hai đứa rất xen nhau à, giờ sao? Ủa vậy là nãy thi đấu là hai người đều hòa hả? Ừ, không ai thắng luôn á. Không ai thắng luôn. Không ai thua luôn. Ừ, hai đứa rớt xe hoài luôn. Đúng rồi. Trời ơi, giờ sao? Giờ biết sao luôn nè. Sao là sao? Cái áo hả? Thôi. Ừ, giờ sao? Có lại cắt đôi ra. Ừ, không được. Bây giờ người chiến thắng mới được cái áo. Mà bây giờ hai người đều thua. Hai người đều hòa. À quên, hòa, hai người đều hòa. Hai. Vậy thôi, bây giờ camera quyết định là cái áo này thuộc về anh quay phim. Yeah. Anh quay phim được cái áo. Yeah. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Yeah. Để tao coi phim đưa áo không? Ơi, nhưng mà bây giờ tôi đưa áo. Tôi đưa áo cho hai người rồi phân biệt thắng thua sao? Tí thu xì đi được không? Thu gì? Chứ quảnh thu xì á. Trời ơi, ôi trả nè, không thèm nữa, trả. Trời ơi, lấy người ta bảo thèm. Ủa không vượt, ủa không vượt. Ok, thì tụi mình sẽ phân chia thắng bại bằng cách quảnh thu xì nhá. Giờ tới này rất đơn giản nha, mà chỉ còn quảnh thu xì nữa sáng nha. Quảnh thu xì ra cái gì, ra cái này.
đợt trước chị cho cái kiểu micro của chị á, nó có nâng lên thêm 10. Xin được cái đùi dẻ. Yeah. Bây giờ tụi mình sẽ mặc thử nha các bạn. Ấm thử nha. Mặc sao? Mặc thử nha. 1, 2, 3. Ủa không vừa. Đẹp không? Trời ơi, quá đẹp luôn ý ạ. Một trong cả câu khác. Đây mọi người xem đâu. Sao khóc vậy? Trời ơi, khóc gì lau nước mắt nè. Trời đứng nhìn lóc mắt là lấy cái đùi dẻ nó lóc mắt nè. Trời ơi. Ok mọi người, thì trong thứ này thì mình là người chiến thắng từ vì trò chơi ảnh từ si. Yeah. Thấy mọi người thấy không? Áo đẹp không? Thì vậy, từ trang người ta đang giới thiệu logo. À, nó mà nào. Đó, mini áo cực kỳ đẹp nha đây. Mình thấy in rất là kỹ thuật luôn, nhìn nha. Mình sẽ làm cái này. Cũng không vừa. Đó, wow. Rất là xịn luôn nè. Không hề bị nhăn luôn. Đúng, vì mình cứ kéo ra nó cũng không bị hư 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 không luôn. Có cực tốt, cực xúc. Đúng, hay là 100k câu khác. Này, bây giờ cái này xẻ cây đó, tin không? Trời ơi, ấy dạ, tôi thắng rồi. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem video, mọi người quên nhớ subscribe mình và xem nào, xem mình sẽ đăng quay. Trời ơi, trời thương. Simi thương tại vì thua rồi, tội lắm. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Mọi người đừng quên nhớ like, share, subscribe mình và tất cả thành viên trong hệ tìm mình nha. Và đừng quên đăng ký Simi và mình. Và đừng quên lắc cho bên cạnh để nhận các thông báo mới nhất từ kênh mình nha. Ok, bye bye mọi người. Bye. Annyeong.